County Supervisor Cindy Chavez promised to build a Vietnamese service center. She kept her promise, building one of the first and the largest service centers in the country. And that's not all she's done. She kept us safe during the pandemic, providing test sites and vaccines. She's fought for affordable housing and good-paying jobs. Cindy is a strong ally and celebrates our heritage. Cindy Chavez for mayor. She stands with us. Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và trên màn hình của chúng ta, quý vị đã thấy có sự góp mặt của bạn tôi, học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Xin trân trọng chào anh Minh. Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào tất cả quý khán thính giả và xin chào anh Nam ạ. Dạ. Dạ. Thì mở đầu bản tin rôm rã đầu tiên là bản tin gì thưa anh? Dạ vâng, thưa cái tin tương đối là lạ nhất, đặc biệt là đối với người Việt Nam chúng ta, đó là cái chuyện là có một cái thông báo của cái công ty chuyên môn về bán đấu giá, đó là công ty Milong của Pháp, thì tuyên bố ngày 31 tháng 10 này, tức là cuối tháng này, hôm nay là chúng ta là 23 rồi, còn 7 ngày nữa, thì sẽ bán đấu giá tổng cộng tới là 329 món. Dạ. Yeah. Như vậy là khá nhiều đó, 329 món cổ vật triều Nguyễn nói chung, thì đủ các loại đồ dùng trong nhà, đồ bình thường cũng có, nhưng mà quan trọng nhất có lẽ là cái ấn, trong cái ấn đó thì nó khắc nhiều chữ lắm, nhưng mà quan trọng nhất nó khắc cái chữ là Hoàng đế chi bảo, coi như là một cái bảo vật của Hoàng đế, và cái dấu ấn này đó nó vuông và ở trên nó có chạm rồng mà bằng vàng khối vuông, ở mặt in của nó đó thì nó viết cái chữ là Hoàng đế chi bảo. Và thưa quý vị, thì cái dòng họ Nguyễn như chúng ta biết đó là dòng họ vua cuối cùng ở tại Việt Nam, và lịch sử của dòng họ Nguyễn cũng là một cái triều đại nghĩa là chiến tranh triền miên, nhất là giai đoạn chúa Nguyễn rồi tới giai đoạn đầu và đánh nhau với vua Gia Long vân vân, và sau này thì lên làm Nguyễn Thái Tổ là vua Gia Long và truyền được 13 đời cho tới Bảo Đại là chấm dứt. Thì trước đó là đánh nhau với lại anh em Tây Sơn rồi đánh nhau với lại chúa Trịnh vân vân đó. Thế thì ông Bảo Đại thì tới cái lúc mà Việt Minh lên đó, thì ông đã trao ấn cho ông Trần Huy Liệu và tuyên bố là từ chức, cho nên bây giờ người ta gọi chính thức là cựu hoàng. Thì ông có tuyên bố một câu rất là hay, đó là thà làm một công dân của một nước tự do độc lập hơn là làm vua của một nước nô lệ. Đó là cái câu nói mà khi ông trao. Thì thưa quý vị, với vấn đề của ông Bảo Đại là cái vị vua cuối cùng, thành ra nó cũng còn ít nhiều dính líu tới cái lịch sử Việt Nam hiện đại, nhất là thế hệ như cỡ anh, cỡ tôi. Còn thế hệ 20-30 thì chắc nó xa rồi. Nhưng mà thế hệ tôi đó thì thưa với anh Húc, mình còn nhỏ thì mình không có biết gì hết. Thành ra chỉ nghe về ông thôi. Và cái tôi nhớ là khoảng năm 1955 là trưng cầu dân ý. Tức là ông Diệm thì cũng có qua Pháp và làm việc với ông Bảo Đại, và sau đó chính được ông Bảo Đại cử về làm thủ tướng. Rồi đến sau này thì ông Diệm có một lần đi Mỹ, và trong cái lần đi Mỹ thì ông có ghé Nhật gặp cụ Cường Đệ ở đây. Dạ, gặp cụ Cường Đệ ở đây. Thì có cái hình ông Diệm với ông Cường Đệ. Sau có đó ông được đi Mỹ, thì ông đi Mỹ thì ông được Mỹ hỗ trợ rất là nhiều. Tổng thống Eisenhower ra tận phi trường mà đón, thì anh biết mình là một tổng thống mới, mà một nước nhỏ, chiến tranh. Nhưng mà Mỹ vì cái nhu cầu là thuyết của ông Eisenhower đó là cái thuyết domino, một quân cờ đổ thì những quân khác đổ. Thì cái thuyết đó ra đời khi mà cái trận Điện Biên Phủ lên cao độ và Pháp sắp thua tới nơi. Nếu như vậy thì cái sự bành trướng của Cộng sản sẽ tiếp tục xuống miền Nam và xuống các nước chung quanh nữa. Cho nên ông Eisenhower đã đưa ra cái thuyết domino, và vì vậy họ o bế Việt Nam rất kỹ. Thì chúng tôi thấy được cái hình ảnh là ông Ngô Đình Diệm được đón tiếp, và kể cả đón tiếp tại đường dường như là Fifth Avenue đó, là cái khu chứng khoán ở New York. Thì ở đó thường thường là đón tiếp những cái biến cố lớn ở Mỹ, và từ trên lầu người ta thả giấy, những cái giấy
giấy văn phòng và giấy rác không xài nữa, nó thả xuống như là bươm bướm ấy. Đó thì ông Diệm cũng được tiếp đón ở đó. Và lúc đầu thì có ông tướng Len Dan, có một như là tướng về tình báo, là cái người đứng ra sắp xếp tổ chức những chuyện di cư cũng như là giúp đỡ người Việt Nam, giúp đỡ chính phủ Ngô Đình Diệm vân vân. Thế nhưng mà ông Ngô Đình Diệm thì lại cũng có một cái điểm, thực ra ông không phải là Pháp, không phải là Mỹ đưa về, mà chính là ông Bảo Đại lệnh cho ông về. Nhưng mà bảo Pháp thì không có giúp gì bao nhiêu hết, cho nên lại người giúp chính lại là Mỹ, bởi vì Pháp vừa mới xính bính về cái trận Thế chiến thứ hai, rồi lại đụng vô cái trận Điện Biên Phủ nữa, cho nên là Pháp rất là yếu. Thì cái viện trợ của Mỹ cho Pháp là chiếm tới khoảng 70% là viện trợ cho Mỹ, là viện trợ cho Pháp. Nhưng mà cuối cùng khi mà trận Điện Biên Phủ lên cao thì máy bay Mỹ là tiếp tế, vân vân vân, thì có một cái sự trao đổi ý kiến giữa Tổng thống Eisenhower và ông Churchill. Thì ông Churchill của Anh thì lúc đó chúng ta cũng biết cuộc chiến thế giới thứ hai cũng gần đi tới chấm dứt. Thì Pháp coi như là nhờ được De Gaulle lấy lại được nước Pháp khỏi tay Đức, thành ra lại muốn trở lại cái vị thế là đế quốc ngày xưa, giữ lại các thuộc địa, cho nên là tiếp tục quay trở lại dòng ngó Việt Nam. Thế thì ông Churchill mới bàn với Tổng thống Truman, ông nói rằng là cái chế độ thực dân nó đã hết rồi, thì chính chúng mình cũng không có còn dính tới những cái vấn đề thực dân nữa, thì việc gì mà phải giúp Pháp để mà quay trở lại chế độ đó. Cho nên cái chuyện Mỹ giúp á, thì không phải là giúp tiền không, mà giúp bằng máy bay, cho nên Mỹ cũng bị thiệt hại chút xíu chứ không phải nhiều. Máy bay Mỹ bay tiếp tế ở các mặt trận cũng như là đặc biệt ở Điện Biên Phủ cũng bị bắn rơi vân vân. Thành ra cuối cùng coi như là nửa chừng thì Mỹ không có viện trợ nữa. Cho nên là Pháp đơn độc chống lại với Việt Minh, mà sau lưng Việt Minh là coi như là Trung Quốc. Tất cả Việt Minh mà làm được thì chắc là chỉ có làm giao dựa với lại ống tre vót, ba cái vớ vẩn như vậy thôi. Nhưng mà vũ khí họ có được như chúng ta biết, tức là do cái sự sắp xếp giữa Tàu và Nga. Thì trong năm 1950 thì Hồ Chí Minh có qua Tàu, thì lúc đó là Mao Trạch Đông qua Nga rồi, cho nên Hồ Chí Minh chạy theo qua Nga luôn, nhưng mà chuyến đi nguyên tắc là bí mật. Khi ba ông ngồi nói chuyện với nhau đó thì rõ ràng là coi như là Stalin coi Mao nghĩa là cỡ tương đương với mình để mà đối thoại. Trong khi đó chúng ta phải biết một cái quan hệ rất đặc biệt giữa Stalin với lại Hồ Chí Minh, tức là Stalin không ưa Hồ Chí Minh. Đó là một cái chuyện mà rất đau cho Cộng sản Việt Nam. Lý do Là bây là giờ là hỏi thêm câu xen vô chút xíu thôi, là theo anh là Hồ Chí Minh là người Tàu hay người Việt á? người Việt anh, vấn đề là bởi vì người Việt Việt mình nói chung ở đâu cũng vậy, ghét quá cho nên là cứ vu cho là Tàu. Không thể nào một người Tàu mà đóng vai một người Việt Nam được. Anh chỉ có thể đóng kịch trên sân khấu xa xa chút xíu thôi, chứ anh không có thể sống mãi mà anh là một người nước ngoài. Trong gia đình anh tự nhiên giờ có một người lọt vào nhận là con anh, hay là bạn bè anh em với anh có thấy, anh có chịu được không? Biết ngay không thể nào. Thêm một cái điều nữa là ông Hồ nói giọng nghệ, thì ông viết cái cuốn Đèn Cù đó, ông ấy nói là nghệ 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 đắt đó, nghệ 100% luôn đó. Thành ra cái chuyện không thể nào có người thay thế được. Trong lịch sử đó, chiến tranh đó, thì có cái chuyện thay thế chứ không phải không. Đó là cụ thể ngay là trường hợp Eisenhower. Thì khi ông là đại tướng và tổng thống nữa, thì vấn đề là sợ SS của Mỹ, của Đức nó ám sát, cho nên rằng là mà lính tráng thì đánh nhau khắp mặt trận, cái quan trọng nhất là tổng thống phải đi ủy lạo, cho nên là ông cũng đi, nhưng mà đi cái kiểu xa xa vẫy tay hello hello vậy thôi, không có tiếp xúc, không có bài diễn văn nào hết á, nói nhiều ra nó lộ, đến gần quá nó lộ, anh biết hình dung lúc mỗi khác. Thấy không? Thành ra anh chỉ thấy hơi giống giống thôi, chứ anh không thể nào mà anh cam đoan được với con mắt nhìn người bình thường. Cho nên là có những người đã đóng giả Eisenhower, nhưng cái hình thức là phải ở xa vẫy tay để cho trên truyền thông mặt ngoài là có đi thăm, nhưng thực ra chàng không có xuất hiện vì sợ tụi SS nó ám sát. Đó. Thì cái chuyện đó có, nhưng mà đóng
luôn một người, rồi không lẽ Đảng Cộng sản Nga không biết, Đảng Cộng sản Tàu không biết, Đảng Cộng sản Việt Nam không biết, gia đình không biết, không ai biết hết. Thành ra cái chuyện mà đóng thì không có. Thì Hồ Chí Minh mới bị Stalin ghét. Vì sao? Vì Hồ Chí Minh lúc mà bị giam ở Hồng Kông rồi, thì kỳ đó là đi qua với lại Borodin. Borodin đó là một viên chức cao cấp của Nga, mà cũng là một cánh tay mặt của Trotsky. Mà Trotsky đó, thì khi mà Stalin lên đó, là sát hại khoảng 2 phần 3 ủy viên Bộ Chính trị của thời Lenin và 3 phần 4 Trung ương Đảng của thời Stalin. Cho nên Trotsky đó là cha đẻ của Hồng quân, nhưng mà lúc đó là chống lại Stalin. Cho nên là mới lập ra là đệ tứ quốc tế, và khi đó yếu thế thì phải chạy qua Mexico. Và Stalin không có tha, cho mật vụ qua dùng cái búa chim. Búa chim anh biết là cái búa mà của dân leo núi đó. Cái búa đó dùng bổ đầu chết. Và Hồ Chí Minh thì lại đi với Borodin, tức là cánh tay mặt của Trotsky, cho nên rằng là Stalin là không tin rồi. Nhưng quan trọng nhất là ba đàn em của Hồ Chí Minh, tức là Trần Phú, Hạ Huy Tập và Lê Hồng Phong, là ba cái tên mà nối tiếp nhau làm tổng bí thư trong thời gian rất là ngắn, trong vòng có chừng 3 năm, mà tại thằng nào cũng cực đoan hết, và nghĩa là mới mà không biết nín hở qua sông, cho nên làm ào ào bị Pháp nó bắt rồi nó xử hoặc là chết trong tù. Và ba cái tên này là giai đoạn đầu là chết liền, cho nên rằng là cái lịch sử lúc đầu của Cộng sản là rất là mù mờ. Anh có thể tưởng tượng là Đảng Cộng sản không biết mình ra đời ngày nào luôn. Đó là một cái chuyện quý vị tưởng tượng. Nó chả có cái quái gì, nó cứ toàn tuyên truyền là có mấy đứa. Thành ra nó hăng quá lúc đầu, thành ra nó tan nát hết, thành ra nó cũng không biết nó sinh ngày nào. Cho nên suốt 20 năm đầu tiên của Đảng Cộng sản đó, kỷ niệm đó là ngày mùng 6 tháng Giêng, kỷ niệm đời sinh nhật Đảng đó, mùng 6 tháng Giêng. Cho tới Đại hội 6 đó, thì nó mới được cái thông tin từ phía Nga cho biết, theo tài liệu lưu trữ của Nga thì không phải là mùng 6 tháng Giêng. Đó, thành ra cuối cùng nó mới lại đổi sang ngày mùng 3 tháng 2. Đó, nó đâu có họp gì cả tháng trời, là thành ra là mùng 3 tháng 2. Đó, thành ra chính nó cũng không biết nữa, vì sao bố nó đưa giấy khai sinh cho nó mới biết. Cái vấn đề là như thế nào? Ba cái tên này, Trần Phú, Hà Huy Tập và Lê Hồng Phong, là được Hồ Chí Minh cử đi của cái lớp mà đã học hết lớp 10. Việt Nam ngày xưa ngoài Bắc đó anh, chỉ có lớp 10, không có lớp 11, 12. Đó. Trình độ rất là thấp, cho nên Hồ Chí Minh có viết thơ cho Việt Nam quốc tế xin gửi khoảng chừng 100 người khoa học và trình độ đó, trung bình đó, là lớp 10. Chính Hồ Chí Minh cũng viết vậy. Thế thì mấy cái tên này nó đi sau, nó được Hồ Chí Minh cử đi, nhưng mà nó lại học rất lâu. Nó học 3 năm, là Hồ Chí Minh thì học có 1 năm mà tiếng Nga là, cũng chưa rành, mà đã học học có 1 năm rồi là đi học. Thành ra cái trình độ Hồ Chí Minh thì không có cao, nhưng ba thằng kia. Thì vấn đề khi ba thằng kia nó làm việc thì lại có một cái điểm là đặc biệt, ba thằng đều tố Hồ Chí Minh hết, tố với Stalin, ý là bỏ Stalin đi để tụi tôi làm. Stalin này nghe ba thằng này nó báo cáo, Hồ Chí Minh có hai cái tội. Thứ nhất là thời cơ chủ nghĩa và cá nhân chủ nghĩa. Đó, thằng này là cái thằng chỉ có biết chụp thời cơ thôi, chứ không có cố gắng làm, không có đường lối chính sách thì rõ ràng, và cá nhân chủ nghĩa. Chính vì vậy rồi đi với Borodin, cho nên Stalin không tin. Cái chuyện này đó chúng ta biết rõ được đó, là nhờ Hoàng Tùng. Hoàng Tùng là chúng ta biết rằng là làm chủ tịch báo Nhân dân 30 năm, cánh tay mặt của Hồ Chí Minh về vấn đề tuyên truyền, và cũng đi Nga chung chuyến với lại Hồ Chí Minh, cho nên biết kể cái chuyện. Thì anh biết rằng là khi mà ngồi nói chuyện như vậy rồi, thì Hồ Chí Minh nhân vui ba ông lãnh tụ, mà nhưng mà lãnh tụ Hồ Chí Minh là hạng bét, bởi vì sau khi đánh xong, vì Tàu nó giúp trực tiếp, cho nên đánh thắng rồi tuyên ngôn độc lập, Tàu nó ủng hộ liền, công nhận liền. Mà 5 năm sau là Nga mới công nhận nha anh nha. Đó, mặc dù Hồ Chí Minh xuất thân là từ Nga, nhưng mà 5 năm sau Nga nó mới công nhận là Việt Nam. Đó, thành ra nó có một cái khoảng cách như vậy. Thế thì khi mà ba ông ngồi nói chuyện nhau thì nó có hai chuyện. Thứ nhất là Hồ Chí Minh mới yêu cầu Stalin làm một cái buổi tiếp đón, giống như là Hồ Chí Minh đi thăm nước Nga vậy đó. Thì tại sao? Hồ Chí Minh muốn có một cái hình ảnh le lói để về khoe với đàn em cả nước, đúng không?
Đó, tại vì anh đi là anh đi bí mật, anh đi con mình với mấy một hai người gì thôi. Thế thì Stalin mới hỏi chứ ông qua đây bí mật mà bây giờ tôi lại tiếp đón nữa thì làm sao? Đó, bây giờ làm sao tiếp đón, ông đã tới rồi. Thế Hồ Chí Minh mới nói thôi bây giờ thì ông cho một cái máy bay, tôi lên máy bay bay trên trời chờ ở dưới chuẩn bị tiếp đón, để máy bay đáp xuống thì làm một cái lễ tiếp đón. Đó. Biết Stalin nó cười mà chúng tôi không có cái đầu óc tưởng tượng như người Đông Phương. Đó, thằng Hồ Chí Minh là vậy, đi thì đi lén mà lại muốn được tiếp đón, mà thằng Stalin nó không thèm tiếp đón hết. Ông qua đây là ông qua lén mà tự nhiên bây giờ tổ chức như vậy, chúng tôi không có cái đầu óc tưởng tượng mà bây giờ lại bày ra một cái vở kịch, nghĩa là đón ông bằng cách là cho ông lên máy bay, ông bay rồi ông xuống. Đó, anh thấy như vậy. Thêm một chuyện nữa là trong lúc ngồi nói chuyện như vậy, có một cái tờ tạp chí của Nga để đó, thì Hồ Chí Minh muốn 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 tạo một cái quan hệ với lại Stalin để về lấy le với mọi người. Stalin lúc đó là trùm cộng sản mà trùm thứ dữ đó, tức là giống như chú Tố Hữu chúng ta thấy, phải ngồi bên Việt Nam mà phải ca ngợi lên tới trời đó. Cho nên Hồ Chí Minh mới yêu đưa cuốn sách yêu cầu Stalin ký một cái chữ ký để làm kỷ niệm. Chả lẽ tôi xin anh chữ ký mà anh không cho, thấy không? Thành ra Stalin lấy ký. Ký xong rồi Hồ Chí Minh mới xách cuốn sách nó đem về phòng. Stalin sau đó mới nói nhỏ với mật vụ: mày vô phòng đó mày lấy cuốn sách đó lại. Lấy cái tờ báo đó lại. Đến lúc mà về sau này nói chuyện xong, Hồ Chí Minh về tìm mãi không thấy tờ báo đâu. À, anh thấy là cộng sản nó chơi nhau vậy. Làm sao mình biết được những cái chuyện đó? Anh có thể tưởng tượng ra những chuyện đó không? Ừ. Không thể có được. Chuyện đó là chính Trong Hoàng cuốn của Tùng Hoàng viết, Tùng ấy nè, trong thằng sách Hoàng của Tùng Hoàng nó viết Tùng. ra, nó nói cuốn sách nó là những chuyến đi gian khổ của bác mà đó, qua bên Nga thì qua bên tàu thì tàu lôi kéo, mà qua Nga thì Nga lôi kéo, cho nên là bác cũng là banh xác luôn. Mà Nga nó lôi kéo nhưng mà nó không có tin, nó chỉ cho một điều là Hồ Chí Minh xin vũ khí cho 6 sư đoàn, thì Stalin nói là 6 sư đoàn thì không có nhiều. À, bây giờ có ông Mao ở đây thì thôi, ông Mao tiện ngay gần đó, thì ông Mao lấy vũ khí của Trung Quốc trao cho Việt Nam đi, tụi tôi sẽ bù đắp lại cái số đó cho Mao sau, mà có thể là vũ khí còn mới hơn nữa. Thế là Hồ Chí Minh là được vũ khí trang bị cho 6 sư đoàn bằng cách gì? Hồ Chí Minh mới đưa 6 sư đoàn từ Việt Nam qua bên tàu, thứ nhất là huấn luyện, thứ hai là ôm vũ khí về, anh em đem về luôn. Thì trong số đem về đó, đó đặc biệt nhất đó là có 24 khẩu đại bác 105 ly. Mao Trạch Đông hồi đó đánh nhau với Tưởng Giới Thạch lấy được, thành ra cho 24 khẩu đại bác cộng với ngày đạn đó. Thì 6 sư đoàn về đó, thì về sau đánh trận Điện Phủ thì 5 sư đoàn đánh, chỉ có một sư đoàn dự bị là không đánh thôi đó, còn 5 sư đoàn là đánh. Và khi mà đánh nửa chừng rồi đó, hai bên bắn nhau tơi bời rồi đó, thì còn đang ngang ngửa, thì nửa chừng Trung Quốc viện trợ thêm cho một lô pháo phản lực. Anh có nghe cái từ pháo phản lực không? Không. Pháo phản lực, tại vì tôi đọc xem tài liệu cộng sản nhiều lắm, bây giờ cũng vậy. Pháo phản, tức là cái hỏa tiễn đó anh, 122 ly, hay là những cái mà loại hỏa tiễn đó, đó dàn đó, thì Việt Nam nó gọi là pháo phản lực. Đó là Việt Nam cộng sản thôi, trong Nam cũng không có gọi, mình gọi hỏa tiễn này, nó gọi là pháo phản lực. Thì cái lúc đó là cái loại nhỏ thôi, cái loại 12 ống thôi mà ngắn thôi, thành ra nó viện trợ cho đâu mười mấy khẩu. Thì cái loại đó, đó nòng nó trơn, bắn hỏa tiễn mà nằm trơn chứ không có nòng xoắn đường thương tuyến như là súng, nhưng mà nó bắn những cái trận địa lớn, thí dụ như là cái thời Mậu Thân anh nhớ không, nó bắn cối 82 với lại 120 ly vào Sài Gòn, thì nó để ở ngoài bờ ruộng ở chung quanh nó bắn, thì Sài Gòn nó to như vậy thì nhắm mắt bắn cũng trúng thôi, cũng là cái loại là fire and forget được, không? Thành ra để khủng bố thôi. Thành ra kỳ này đó Pháp đó, là vì đất bằng ở Điện Biên Phủ cho nên lập trận địa pháo ở đó, đầy những khẩu pháo chĩa đi, còn thằng Việt Minh đó, là nó ở núi, nó kéo lên núi, nó để trong núi, mà núi trước đó nó đã đào hang, nó cứ bắn xong đó, thì nó lại kéo vô, bắn xong nó lại kéo vô để nó tránh bị phản pháo đó. Trong khi đó pháo của thằng Pháp đó, là để trơ ra giữa trận địa, tại vì anh không ngờ. Cái điều quan trọng nhất là Pháp không ngờ là Việt Minh nó có pháo binh, tưởng là nó chỉ đánh ra là bộ chiến thôi, quân nó đánh ra cái kiểu bị người này kia thôi. Đó, không ngờ. Thành ra đến lúc gần chót trận chiến đó, thì Việt Minh nó lại nhận được thêm khoảng 12 khẩu pháo phản lực.
Đó, nó bắn là tan nát trận địa pháo của Pháp đấy, thì thằng đại tá Pháp mà chỉ huy cái trận địa pháo của Pháp đó, tự sát luôn. Mà không ngờ rằng là cuộc đời mình thê thảm đến vậy, đến lúc mà lên đại tá chỉ huy cả một cái đơn vị pháo binh phản pháo mà tan thành hết, cả đơn vị tan thành không còn gì đó đấy. Thế thì bây giờ để nói với anh là đó là tại sao Stalin mà nó ghét Hồ Chí Minh là như vậy. Cho nên khi mà từ Hồng Kông đó được thả ra thì anh đi về tới Singapore, xong anh lại quay trở lại Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc anh mới về Nga. Và anh suốt biết là tính theo năm, anh biết là 7-8 năm nhưng mà thực ra cỡ 6 năm thôi. Về Nga, Stalin bỏ không không dùng tới, cho ở đó coi như là quản chế. Tại vì sao? Có hai điểm. Hồ Chí Minh đối với Stalin có hai vấn đề. Thứ nhất, anh là người bị nó bắt là nó thả anh ra. Vậy thì có tin được không? Giống như con chim mồi, anh thấy không? Cộng sản là nó rất là nghi ngờ. Cho nên nó không tin anh là một người đã bị bắt mà thả ra. Điểm thứ hai nữa là anh thuộc phe Rurudin. Cho nên với hai cái điểm đó là Nga bỏ không Hồ Chí Minh. Đến độ mà Hồ Chí Minh phải viết thơ cho Đông Phương Bộ và Đại tang quốc tế: đừng bỏ tôi ở ngoài đảng. Thấy không? Tôi đã ở ngoài đảng 8 năm nay rồi. Hãy giao cho tôi một việc gì đó, đừng bỏ tôi ở ngoài đảng. Anh tưởng tượng đi tìm đường cứu nước mà nghĩa là lại phải chờ lệnh. Bởi vì sao? Anh là đảng viên Đảng Cộng sản quốc tế. Anh đi mà không có công tác mà không có tiền làm sao anh đi? Đâu phải tự động anh đi đâu, anh đi vậy tính cách đảng mà, chứ đâu phải anh đi cá nhân anh đâu. Cho nên anh ở riết đó. Anh có biết là tại sao là sau đó Hồ Chí Minh đi được không? Cái chuyện này ít ai để ý lắm. Tức là rõ ràng Hồ Chí Minh viết lại cái hồi ký mình thì có kể tới cái là đó. Nhưng mà trong cái cuốn Những mảnh đời hoạt động của Hồ Chí Minh thì lại nói là bác là như là rồng á, trong mây lúc ẩn lúc hiện, thành ra 6 năm nghĩa là bỏ không ngồi chơi xơi nước đó, đó là lúc lúc ẩn. Nhưng mà nói ra thì kỳ, cho nên chỉ nói là bác ẩn thôi chứ đâu có nói là bác bị bỏ rơi. Đó, bị bỏ rơi nó quản chế này đó. Rồi bị ốm thì gì tôi cũng biết. Thì ông mới viết thơ cho Đông Phương Bộ, ông xin công tác và xin tiền. Tổng tiền mà ông liệt kê ra đó nó ước lượng là khoảng 2.000 đô la Mỹ lúc bây giờ, tương đương tới bây giờ là cỡ 20.000 đô la Mỹ ông xin tiền để đi công tác. Lý do tại sao? Nếu mà tôi đi làm ở bên tàu á thì thứ nhất là tiếng tàu tôi không rành, ông biết sơ chữ Hán chứ ông đâu có nói tiếng tàu. Thứ hai nữa là không còn thì giờ để hoạt động nữa, cho nên ông xin lại nhưng mà cũng không được. Cuối cùng mà ông đi được tàu là vì sao? Trước đó ông đã sinh hoạt ở tàu rồi, cho nên bây giờ bí quá, thằng Stalin nó không tin dùng, nó bỏ rơi 6-7 năm trời như vậy. Ông mới viết thơ cho phía Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai đó, yêu cầu giúp đỡ cho ông ra khỏi đây, chứ ở không phải như hoạt động cái gì ấy, thì con được đằng này ở không. Thành ra là tụi tàu nó mới viết thơ cho Stalin: thôi các ông không dùng ông này thì cho ông về Trung Quốc, tại vì tụi tôi với nhau đã làm việc và Trung Quốc với Việt Nam gần gũi nhau. Thế thành ra vì vậy cho nên Stalin nó mới cho Hồ Chí Minh đi đó chứ. Thành ra đi qua bên tàu mới trở thành thiếu tá Hồ Quang. Thì lúc đó là Tưởng Nhớ Thạch nó đang đánh nhau với Mao Trạch Đông. Khi mà Tôn Văn chết đó là Tưởng Nhớ Thạch nó thanh trừng Mao Trạch Đông. Và hai đảng này anh biết không, là hai đảng khác nhau nhưng nó đã từng có khúc nó nhập làm một. Vì sao lại nhập làm một? Nga bắt nhập làm một. Là buồn cười. Vậy sao? Tụi bay như vậy đánh Nhật còn không nổi mà tụi bay còn đánh nhau nữa, làm sao đánh Nhật được? Cho nên là bắt buộc hai đảng này phải nhập là một thì tao mới viện trợ. Thấy không? Chứ bây giờ tao viện trợ hai hai hướng là tụi bay đánh nhau nữa, thành ra không có lợi. Thành ra hai đảng là sáp nhập là một, chức vụ vẫn nguyên như cũ mà sáp là một. Thành ra đương nhiên nó chỉ là hình thức thôi, nó chỉ là đồng sàng dị mộng. Cho nên khi mà Tôn Văn vừa mới chết thì là Mao Trạch là Tưởng Nhớ Thạch biết được cái chuyện của Đảng Cộng sản, là muôn đời nó vẫn là Đảng Cộng sản thôi chứ không thể nào mà hóa giải nó được, cho nên là anh thanh trừng Đảng Cộng sản. Thành ra Mao sợ quá mới chạy cái vụ mà đi về Jinan đó, đó bạn Lý Trường Chinh đi nghĩa là chết chết 70-80% đó là về Jinan, đi vạn lý mà đi một vạn lý, chạy tới như vậy đó. Nhưng mà về sau nhờ cái vạn Lý Trường Chinh đó và ở đó thì nó lại sát biên giới với Nga, cho nên Nga tiếp tế Mao Tưởng Nhớ Thạch đã nhiều lần đem quân cả triệu quân tới đánh nhưng mà không được. Thì cuối cùng á, quân của Tưởng Nhớ Thạch á, từ từ cái chế độ nó tham ô tham nhũng mua quan bán chức đủ thứ hết, cộng sản từ từ nó mạnh lên, nó đánh lại thấy cương này như vậy. Thế bây giờ chú Nguyễn,
là khi mà lực lượng Việt Minh nó mạnh lên rồi thì nó mới viết thơ, nó yêu cầu chúa Nguyễn đó, xin lỗi, không phải chúa Nguyễn thôi, tức là vua Gia Long đó, là thôi trao trả lại đi, chấm dứt cái thời phong kiến và bây giờ là một cái nước dân chủ đó, trao trả lại quyền cho Việt Minh. Thì lúc đó cũng có một số đảng phái nhưng mà Việt Minh tương đối là lực lượng mạnh nhất, cho nên là cuối cùng là ông vua Gia Long đồng ý trao trả lại, thì là cộng sản mới cử ông Trần Huy Liệu đó, đó phái đoàn Trần Huy Liệu 4-5 người và nhận ấn tín và kiếm là tượng trưng cho vua đó. Thành ra khi mà họ vào Huế đó thì ông Bảo Đại đã lấy cái trong có nhiều ấn lắm anh, tại vì mình tới 13 đời vua là mà đời hoàng tử vân vân có đôi khi cũng có ấn nữa, thành ra lấy cái ấn lớn nhất đẹp nhất và to nhất mà là cái ấn quan trọng nhất là ấn của vua, thành ra nó có chữ hoàng đế chi bảo, lấy cái ấn đó, cái ấn hình vuông mà trên có khắc vân đồng đó, thế thì cái ấn đó nặng 10,7 kg bằng Làm vàng sao mà đóng được lấy sao đó, 10 anh bây giờ một cái thùng sắt tây mà đựng dầu anh xách đó là đúng 20 lít đó đúng không, là 20 kg đó, gánh nước đó, một thùng đó là 20, còn cái này là một nửa thì chắc đóng không phải hai tay thôi, nắm cái ở trên đó, anh nắm cái con đồng ở trên đó đó, nó lớn cỡ này này 10 kg đó. Thế thì ông lấy cái đó với lại một cái kiếm, cái kiếm thì thực ra dường như có thể là kiếm của thời Khải Định chứ không phải kiếm của riêng ông, nhưng mà bao giờ cũng vậy, đối với vua thì tượng trưng bằng ấn kiếm, cho nên ông lấy hai cái này trao cho Trần Huy Liệu. Thế là Trần Huy Liệu, phái đoàn Trần Huy Liệu mới lấy ông tuyên bố là coi như bây giờ không là vua nữa, giờ là cụ hoàng, thì Việt Minh mới đem về Bắc. Thế đến lúc mà sau cái hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đó thì là Pháp đổ bộ lên Hà Nội thì Việt Minh là phải bỏ thành rút lên chiến khu, cho nên mới chôn đó, cho vô cái hộp chôn hai cái vật đó ở tại một cái cơ sở là cái chỗ nhà in tiền của Việt Minh, bây giờ cũng bỏ hoang rồi đó, chôn chôn ở đó. Thế thì sau này khi Pháp nó trở lại đó thì cái tiểu đoàn 2 của Pháp đó, nó đi hành quân và nó cần gạch chắc là để nó xây xây đồn bót gì đó, thành ra cái nhà đó nó vỡ hoang tàn rồi, nó đào để nó lấy gạch đào móng vân vân, thì tình cờ nó đào nó thấy hai cái thùng đó, mở ra thì là có cái dấu ấn với lại cái kiếm đó, là cái tiểu đoàn Pháp tình cờ nó mò được cái đó, thành ra nó quyết định nó công bố và nó tuyên bố là nó trả lại cho cựu hoàng Bảo Đại, nó trả lại cho triều Nguyễn. Cho nên nó có một cái buổi lễ, ba thằng lính ôm thứ nhất là cái ấn, cái kiếm và một cái vật gì đó nữa, đó là ba cái đó, thì là trao trả lại. Thì khi đó đó là hoàng đế Bảo Đại thì đang ở bên Pháp, cho nên giao cho bà Thứ Phi, tức là bà Mộng Điệp đó, bà Mộng Điệp với lại bà Từ Dũ là mẹ của vua Gia Long đó, hai người đó thay mặt cho ông đang bên Pháp mà, thay mặt cho ông nhận cái đó. Cái đến khi mà ông Bảo Đại ông thấy rằng là ông ở bên Pháp mà tình hình Việt Nam bất ổn như vậy, cho nên là ông mới nói với bà Thứ Phi, bà Mộng Điệp là đem cái đó qua bên Pháp. Thế là bà Mộng Điệp đem con dấu ấn kiếm này này kia qua bên Pháp, trao cho bà Nam Phương Hoàng hậu, đó là bà vợ chính đó. Bảo Đại nhà mình thì nói một cách bình dân một chút đó thì máu dê hơi nặng, thành ra gái nhiều ngoài bà chính bà thứ là còn tùm lum đó, đó. Thế thì ra đem qua giao thì coi như là bà Nam Phương Hoàng hậu giữ. Đến khi mà ông Bảo Đại ông chết thì ông có để lại cái di chúc là tất cả giao lại cho bà Nam Phương đó không, thành ra bà Nam Phương bà giữ hết nhưng mà gửi ở trong một cái két ở trong một ngân hàng của Pháp. Đến khi bà Nam Phương chết á thì bà Nam Phương á lại giao cho hoàng tử Bảo Long, anh thấy không, có con trai là hoàng tử Bảo Long đó, có cái hình tem hồi tôi chơi tem là tôi mê hình hình Bảo Long đó, đó đeo kiếm mà. Nó có một cái chuyện đáng buồn là vì giao cho Bảo Long nên vua Gia Long lại không có gì hết, thấy không, mà cái đó đó nó vừa là ý nghĩa mà nó vừa là tiền nữa, nặng lắm 10 kg 7 vàng cơ mà, cộng thêm với một cái bát 400 gram vàng vàng, thành ra vì vậy cho nên nhiều thứ như vậy thì cũng là có tiền lắm, mà ông sau này thì ông sống cũng kiểu trợ cấp của Pháp sơ sơ thôi, đâu có tiền gì nhiều
mà chàng thì là cũng ăn chơi cũng có hạn lắm đó. Thành ra Bảo Đại đòi lại cái ấn mà Bảo Long không trả. À, anh lại thấy trong gia đình nó lại có cái chuyện là như vậy, cho nên Bảo Đại thưa ra tòa án pháp đó, hai cha con thưa nhau đó. Đó, thì à, tại vì lúc đưa qua này đưa cho bà Hoàng hậu Lan Phương, bà Hoàng hậu Lan Phương lại giao lại cho Bảo Long chứ không phải là Bảo Đại nắm. Mà có thể lúc đó thì mình không biết nha, cái này là chuyện mình không biết, là gia đình thì chắc cũng có lộn xộn, bởi vì ông Bảo Đại là nhiều bà lắm, thành ra lại đi lấy một bà Monique nữa, nhưng mà nói ra thì kỳ là bà người Pháp thì nói là thư ký nhưng mà thực ra là vợ luôn đó. Thành ra là coi như là đến khi mà tất cả của cải tài sản sau này khi mà ông chết đó, ông chết chỗ ở Pháp đây, tức là năm kỳ trước đó, năm 2004 đó, Minh qua bên Pháp thì mình có tới thăm cái mộ của ông ở cũng ở cái nghĩa trang gần chân tháp Eiffel đó, cũng gần gần đó. Đó thì là mộ của Bảo Đại ở đó. Thành ra Bảo Đại mới thưa ra tòa, thì cuối cùng tòa nó xử là ông Bảo Đại giữ cái ấn, còn hoàng tử Bảo Long thì giữ cái kiếm đó, hai cha con có cái vụ tranh nhau đó. Thế rồi về sau này á, thì ông chết thì ông lại giao hết cho bà Monique, bà giờ chót đó, do cái bà này dụ thì là cải đạo đi theo đạo Thiên Chúa giáo. Thế là gia đình là xào xáo cùng luôn hết. Bây giờ đám tang theo kiểu nào bây giờ? Cả đời á, thì bên Phật giáo mà tới giờ chết á, thì lại thành Thiên Chúa giáo. Thì gia đình thì từ xưa tới giờ chỉ nghĩ là Phật giáo thôi, bây giờ đám tang làm theo kiểu nào lại cũng tranh chấp nữa. Đó thì gia đình Bảo Đại thì đại khái nó có cái đó. Thì Bảo Đại á, thì còn có đi đây đi đó họp hành sơ sơ, thì tôi có thấy, anh có thấy Bảo Long làm cái gì không? Tôi dường như tôi không nghe Bảo Long làm cái gì đấy nha. Có thể là mình không nghe, tôi không dám nói là không có nha. Đó, nhưng mà tôi không nghe Bảo Long cái gì. Bà này cũng thường ở Pháp, hồi nhỏ đã đưa đi Pháp học rồi, rồi là lớn lên cũng ở Pháp nhiều chứ cũng không ở Việt Nam nữa. Chả thấy làm được cái gì. Còn mấy con cháu của dòng họ Bảo Đại cuối cùng sau này có một vài người sống ở Mỹ thì thấy có vẻ cuộc sống rất là bình thường. Mà nếu không nói là nói là hơi nghèo, hơi bị nghèo một chút nữa. Đó. Thành ra nó có chuyện đó. Thì thưa quý vị, cái thời đó, đó cách đây chừng 30 năm thì tôi là sinh hoạt và làm báo ở bên Mỹ, thì ông Bảo Đại có qua thăm cộng đồng Việt Nam mình tại Mỹ. Dạ, ông Bảo Đại có qua thăm. Anh tưởng tượng là ông qua thăm, ông đi thăm một cái hội chợ Tết mà ông không có nói năng gì hết. Tôi thì lúc đó tôi lại ở trên San Jose, mà ông thăm là ở dưới Orange. Thành ra tôi biết ông qua vậy thôi, mình đăng tin vậy thôi. Nhưng mà người ta không thấy báo chí nói cái gì hết á, là ông tuyên bố cái gì hết á, ông không chúc mừng đồng bào hay là nhất là đồng bào Bốc Biên Phôn rồi đủ thứ, chả thấy ông làm cái gì hết. Cái ông mà Sihanouk á, thì nói ngược nói xuôi nhưng mà còn quan tâm tới đất nước, tuy là trong tay của tàu nhưng mà còn quan tâm với đất nước, nói chuyện đất nước thế này thế kia rồi hăm dọa từ chức đủ thứ hết. Nhưng mà ông Bảo Đại là suốt thời gian sau 75 không nói năng một tí gì tới vấn đề Việt Nam. Cả một ông vua ngồi sung sướng bao nhiêu năm trời như vậy mà dân Bốc Biên Phôn ra chết như dạ vậy, là cụ hoàng không lên nói một tiếng nào, không có một lời nào hết. Cho đến khi mà ông qua bên Mỹ ông thăm cộng đồng thì có cái chuyện là lúc đó là bà Lan Phương chết rồi, ông đi với bà Monique thấy không, đó nói là thư ký nhưng mà là vợ. Thì nhưng mà đối với dư luận bên ngoài thì người ta đâu có biết là vợ, cho nên khi mà người ta tiếp đón cụ hoàng Bảo Đại có một bó hoa, đâu có ai mà đưa hoa cho thư ký ngang hàng với lại cụ hoàng được. Thành ra đem có một bó hoa, bà Monique bà giận đó, bà nói tôi là vợ mà tại sao lại chỉ có một bó hoa cho ông thôi còn tôi không có đó. Thành ra cái gia đình nó lộn xộn lắm, mà tại chàng này là cũng lắm bà quá đó, đủ thứ hết đó. Tranh nhau từ tài sản con dấu ấn cho tới cái kiếm cho tới là nhường cho ai, rồi hết bà này rồi tới bà kia. Đại khái ông Bảo Đại nhà ta thì như vậy, là có cái máu ăn chơi rồi cái máu đi thích đi săn Trăng đó. hoa. Chuyện đất nước thì không lo, lo thì có lo mà lo rất là ít, chả tới đâu hết á, lại suốt ngày nằm ở bên Pháp đó. Đó là sai ông Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng thôi. Thế vì sao thấy cái tình hình anh kia không được, phải Mỹ mới back up thì mới nói ông Diệm là tổ chức trưng cầu dân ý. Cái thời trưng cầu dân ý là tôi lúc đó 5 6 tuổi rồi, biết thấy quảng cáo viết chương
Và cuối cùng tuyên bố là ông Đình Diệm là thắng lớn, thắng 90 mấy% là đó, là sau cái trưng cầu dân ý là dẹp bỏ lại luôn. Ông Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, đó là năm 1955 đó. Bây giờ mấy cái ấn này đó thì nhiều lắm, thành ra họ không có liệt kê ra hết, nhưng mà họ chú trọng nhất là con dấu đó, với lại có cái hình cái bát vàng. Thì cái con dấu này đó, nó nặng 10,7 kg, mà cái giá ban đầu có lẽ cái nhà 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 đấu giá đó, Milong đó, cái nhà này nó có lịch sử lâu đời lắm rồi, cả trăm năm rồi, Âu Châu với lại Mỹ anh, nó có những cái thầy chuyên môn về vấn đề đấu giá đó. Thứ nhất là nó kiểm tra cái đồ đó là thật hay không, mà tất cả phải hợp pháp, chứ còn đồ ăn cắp là không được đó. Thành ra nó của nó là hợp pháp, chứ không phải của nó là bây giờ Việt Nam thấy đòi lại đâu, nó mua lại của mấy cái anh đó sở hữu, rồi bây giờ đói quá bác nên bán thì nó mua lại, thì bây giờ nó bác nó bán thôi đó. Thành ra vì vậy cho nên rằng là nó ra dự trù thôi, cái giá của cái ấn là từ 2 tới 3 triệu euro đó, còn ra đấu giá người ta bỏ lên bao nhiêu thì không biết đó. Thì nhân tiện là có một cái sự kiện lạ lùng này, nó liên quan tới cái dòng họ Nguyễn. Dòng họ Nguyễn, nếu mà tất cả là thuộc dòng họ Nguyễn, con cháu tới bây giờ có thể 80.000, 100.000 không biết chừng. Đó, đó là 13 đời, 130 năm. Còn nhà Minh thì lâu hơn là 15 đời. Đó, còn cái dòng họ Sứ Quân ở bên Nhật này là cũng 15 đời, 165 năm. Còn anh biết rằng là dòng họ Thiên Hoàng Nhật là bao nhiêu năm không? Dòng họ Thiên Hoàng Nhật tới nay là đời thứ 126. Đó, Tàu chỉ có đời thứ 15 thôi. Nhà Nguyễn đời thứ 13, còn Âu Châu thì tôi không biết. Nhưng mà Nhật là dòng họ tới 126. Và làm 600 năm trước công nguyên, cộng với 2222, tức là 2622 năm. Đó, một cái dòng họ duy nhất làm vua. Chỉ có một cái thời gian dài á, thì có cái sự tranh chấp là hai thiên hoàng một lúc. Nhưng mà thời gian ngắn thôi rồi lại nhập lại. Chứ không phải chúa họ, chúa Nguyễn, chúa Trịnh là hai dòng họ khác nhau. Chúa đây á, tức là nắm binh quyền. Vua là tượng trưng. Thì giống như bên Nhật, tương đương với thiên hoàng và shogun. Shogun tức là chúa quốc gia, coi hết quốc gia. Còn các tỉnh á, thì nó có lãnh chúa, tức là cấp tỉnh. Đó, là coi luôn các lãnh chúa. Thí dụ như thằng lãnh chúa này nó phản thì huy động mấy thằng lãnh chúa cộng với quân triều đình đem đánh, cứ như vậy, thằng nào không 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 nghe lời. Mà có một thời đó, một cái ông sứ quân của Nhật 15 đời, mà anh sứ quân của Nhật, anh này rất là gian ác. Anh như thế này, anh ra lệnh cho các lãnh chúa ở các địa phương phải gửi người nhà ở tại Tokyo, thì anh không làm phản được, anh hiểu không? Bây giờ anh có con, thấy không, gửi một hai đứa trên đây, mỗi nơi đều gửi, gửi hết rồi. Một năm á, khoảng trung bình á, là một năm thì cống hiến, thì lúc đó là dắt cả một cái phái đoàn. Ngày xưa toàn đi bộ mà, chỉ có mấy ông quan ông vua ngồi ngựa thôi, còn dân là đi bộ, khiêng tất cả những cái tài sản cống hiến đó. Anh phải đóng góp bao nhiêu gạo, bao nhiêu lúa, bao nhiêu vàng, bao nhiêu đó, là từ các nơi đi về tập trung lại. Cho nên hồi đó nó tập trung như vậy đó, là vì có nhà tắm, cho nên nó mới có quyền kiểu mà tắm 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 tập thể đó, giống như là lính của mình tắm ở trại đó. Đó, đại khái nói sơ với anh là cái dòng họ như vậy. Thì bây giờ chúng ta chờ thử xem một tuần nữa cái kết quả về đấu giá như thế nào. Cái điều này thì bên Việt Nam đã quan tâm bộ di sản, coi như là cái cục di sản văn hóa của mình thì có quan tâm, nhưng mà không biết Việt Nam có định mua cái món nào hay không thì không biết đó. Trước đây trong quá khứ cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy, và đôi khi thì người ta rủ nhau, người ta hùng tiền mua về, đó là di sản của mình mà. Nhưng mà với cái món này thì nó hơi mắc, thì và tổng cộng là 239 món, thì không biết Việt Nam có tham dự đấu giá và để định mua cái gì hay không thì cái đó không biết. Tôi nghĩ anh Minh nên đấu giá mua món đi anh. Tôi định rồi nhưng mà tiền thì chưa có thôi. Đó, vấn đề là hỏi anh thôi. Nếu mà anh Anh chỉ muốn tiền mua món gì? con dấu, lấy con dấu ra nó Đèn oai. dầu. Thưa Đèn với anh dầu. là cái gương ngày xưa nó cũng giống như con dấu này. Tức là một mặt á, bây giờ là khắc chữ Hoàng đế chỉ bảo, nhưng mà ngày xưa gương á, là mài lá.
láng bóng đó, còn ở trên á, là con rồng hay con rùa. Mà khi người ta chụp á, không lẽ người ta chụp bằng láng thì đâu có gì để coi đâu, cho nên nếu mà người ta chụp đầy đủ, người ta chụp các mặt thì anh thấy, còn nếu không người ta chụp bên trên thì người ta ngạc nhiên, ủa cái gương này tại sao lại con rùa như vậy, làm sao soi? Cái đó là cái mặt trái cầm cái con rùa roi lên soi bằng cái mặt kia được. Đó, ngày xưa là bằng kim loại, cho cái thời chú Nguyễn mà mở ở Hội An Phố Hiến á, Phố Hiến Hội An á, thì là Âu Châu với lại Ả Rập nó qua nó buôn bán nó mới có gương, và công chúa Ngọc Hoa là con của chú Nguyễn cho nên mới được có cái gương, cho nên khi lấy ông Sasaki về lại nước Nhật nó theo chồng người Nhật mới đem theo cái gương, và cái gương đó tới giờ là 300 năm rồi, hình như để ở trong bảo tàng viện của Kyushu ấy. Đó có cái gương, và bên Nhật này cứ 7 năm 7 năm nha tổ chức một lần gọi là lễ hội Chu Ấn Thuyền. Chu là màu, chu sa là màu đỏ, ấn là con dấu, thuyền những con thuyền được cái giấy phép đóng dấu đỏ của sứ quân cho phép đi buôn, và cái xe hoa bằng thuyền đây trên mũi đó, để hai người đứng, một em trai và một em gái, một người tượng trưng cho ông Araki và một người tượng trưng cho công chúa Ngọc Hoa. Anh thấy chuyện vui không? Người Việt mà bây giờ trở thành một nhân vật trong câu chuyện lịch sử huyền thoại của Nhật Bản. Quá 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 là. Rồi bây giờ chúng ta nghe anh Minh nói chuyện về cái con ấn của triều đình nhà Nguyễn đang được đấu giá tại Pháp, là đề tài rất là lớn thưa quý vị. Thì chúng ta theo dõi cái ấn này giá bao nhiêu, giá bao nhiêu và Việt Cộng có mua không? Dạ, anh đoán đi, anh có thử đoán được không? Đó, bây giờ nó ra giá là 2 tới 3 triệu. Người ta tôi đoán nghĩ nếu nếu tôi lãnh đạo Việt Nam thì tôi sẽ buông ấn đó. Bởi vì cái đó là cái kho tàng văn hóa và lịch sử dân tộc. Thì 1-2 triệu là chuyện nhỏ trong quốc gia, bất cứ quốc gia nào, kể cả Lào, Campuchia, rồi tới Việt Nam nữa. Thì nếu tôi là lãnh đạo đất nước thì tôi sẽ mua. Thì gồm mà tất cả những tinh Việt hoa của Nam dân tộc. Nhảy vô mua và nhiều người nhảy vô mua, cái giá nó có thể lên 5-10 triệu. À, cái giá lúc đầu là đưa ra thôi. Theo tôi được bất cứ giá nào. Bởi anh vì nào sao? Trả cao nhất tôi sẽ... cái tài sản quốc gia nên giữ, không? Còn tiền bạc mình có thể làm được, tuy không? Thì đó là một chuyện. Nếu Bây mà giờ Pháp chúng ta nhận tiền Hồ Chí Minh thì dễ anh, 5 triệu 10 triệu tiền Hồ Chí Minh thì in ra lẻ mà, không có sẵn rồi, một tờ đã 500.000 rồi, chỉ cần 10 tờ 20 tờ là đủ. nhưng mà tôi không tin mấy ông tướng này có một cái tấm lòng dân tộc và lịch sử. Không, cái này thì phải quốc gia quyết định chứ làm sao mà cá nhân. À, thì cho quốc gia tôi nghĩ mấy thằng đó nó không có suy nghĩ gì dân tộc đất nước, mấy thằng đó chỉ nghĩ tới lợi lộc. Anh coi cả một không, cái, có là nó lấy tiền quỹ quốc gia chứ có thằng nào bỏ tiền ra. Anh coi nó coi mà anh nói cái câu mà tôi tâm đắc lắm, là câu của tay mà chủ tịch cựu chủ tịch nước tới gì đâu, cả nước là bầy sâu đó. Bây giờ thấy không, nó bầy sâu nó kinh hoàng động địa. Thì nhân nói chuyện bầy sâu đó, thì thôi mình thấy cái bản chất của cộng sản là cướp, là giật của tài nguyên đất nước làm của riêng. Và trong những vụ về dầu của bà Trương Mỹ Lan bây giờ, một người miền Bắc lại là một biểu tượng vấn đề đó. Thì Được. có lẽ chúng ta sang vụ Trương Mỹ Lan. Dạ vâng, bây giờ mình sang cái chuyện Việt Nam khác. Là chuyện như anh vừa nói đó, là chuyện nhà Trương Mỹ Lan thì đã bị bắt mấy tuần nay rồi, và quanh cái vụ này đã có 3 người chết, toàn là bí mật không, mà chết phi lý. Chưa kể là ông Ngọ cách đây 8 năm chết đó, thì cũng dính tới bà Lan. Ông Ngọ là cái người nhận County 1 triệu Supervisor đô la Cindy hối lộ của bà Chavez Lan. Promised to build a Vietnamese service center. She kept her promise, building one of the first and the largest service centers in the country. And that's not all she's done. She kept us safe during the pandemic, providing test sites and vaccines. She's fought for affordable housing and good paying jobs. Cindy is a strong ally and celebrates our heritage. Cindy Chavez for mayor. She stands with us. Do ông Dương Chí Dũng tiết lộ đó, thì ông Ngọ lúc bây giờ là thứ trưởng công an. Thì ông chối, và đây là nói tại tòa nha, không phải là báo chí viết bậy bạ đâu, nhưng mà ông chối. Nhưng mà có 3 tháng sau thì ông bị ung thư, ông chết. Cho nên là ít nhất là có 4 cái chết liên quan tới cái vấn đề bà Lan này. Thì bây giờ cái tin mới nhất mà người ta nói tới bà Lan này đó, là bà sở hữu 159 cái cao ốc. Dạ thưa quý vị,
một cao ốc không nhỏ đâu nha quý vị. Thường thường á, thường thường tôi thấy những cái cao ốc của bà này đại khái trung bình là từ 20 tầng tới 40 tầng. À, chứ không phải là căn nhà đâu, không phải là một căn nhà, nó gọi là cao ốc mà. 159 cao ốc. Đó là hầu hết những cao ốc lớn ở Sài Gòn là bà này là giàu nhất nước, làm chủ. Chưa kể những cái mảnh đất vàng, tức là chưa xây cất, mới là đất thôi, nhưng mà đất ở những cái khu quan trọng. Thì đủ biết là tài sản bà này tới mức độ nào. Thì tới bây giờ người ta chỉ biết như vậy thôi, và bây giờ người ta sẽ căn cứ theo những cái đó, họ bắt đầu họ lần theo để điều tra. Tức là cái nhà này, cái đất này bà mua hồi đó như thế nào, thấy không, giá bao nhiêu đó, thì bắt đầu họ mới thấy rõ ra cái chuyện mà đánh sụt giá để mua bán với nhau, rồi tiền sai biệt thì chia chia chác nhau, thì tất cả làm ăn đất đai là căn bản nó là định như vậy. Đúng giá thì không ai mà có tiền mua 159 xây dựng thành cao ốc, chưa kể những cái mảnh đất khác nữa đó. Thành ra cái tình trạng của bà Lan này thì cũng nặng lắm, không nhẹ đâu. Một cái bà cũng tương tự như vậy, hai vợ chồng sống bằng cái nghề đó, đó là vợ chồng bà Hằng với lại Dũng Lò Vôi, cũng vất lên bằng đất, và hầu hết những cái tay khác cũng bằng đất, bằng bằng trái phiếu đó. Thì đại khái như vậy. Thế thì bà Hằng mới đây thì công ty của bà nợ một cái ngân hàng rất là lớn, cho nên rằng là nó đã siết hơn 2.000 sổ đỏ. Sổ đỏ tức là sổ kiểu như của một gia đình đó, cái quyền sở hữu đó của một gia đình hay một khu đất hay là một cái gì đó, thì tương đối là nó nhỏ, nó có thể là 50 mét, 100 mét hay là một một hai hecta gì thôi đó, nhưng mà thu tất cả là 2.000 cuốn sổ đỏ, tức là để mà trừ vô cái tiền nợ đó. Đó là trường hợp của bà Hằng. Và bà Hằng thì có hai cái yếu tố liên quan. Thứ nhất là có người nói là con trai bà đứng ra làm đơn xin cho bà được nhẹ và được tại ngoại hầu tra, tại vì bà bị giam rồi gia hạn tới bây giờ cũng là 6 tháng rồi, nhưng mà dường như nhà nước trả lời không được, bà này nguy hiểm ở cái chỗ là bà có hai passport, đúng quý vị thấy không. Và trước đây mấy tháng trước khi bà bị bắt giam đó, đã có một lần bà ra thị trường bà đi, mà bà đã check rồi, đã lên máy bay rồi, mà cuối cùng đó bị ông đại tá đưa cái thông báo ra là bà tạm thời không được xuất ngoại, cho nên máy bay được gọi xuống, đi có 5 phút là xuống trở về. Bà về cái khi đó là bà giận quá, thấy không, một người mình bà tổng như thế, oai hùng như thế, suốt một năm gào thét, nghĩa là oai hùng như thế, không ai dám đụng bà, nó còn thách mà bắt tôi đi rồi này kia này, vân 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 vân, tôi sẽ nhờ luật sư nước ngoài. Và thế thì nha, bà về thì bà tức, bà ra Hà Nội để bà thưa với Trung ương, nhưng mà bà ra Hà Nội không ai tiếp hết, lại càng tức nữa. Thành ra bà về bà nói là từ nay tôi sẽ sống là người ngoại quốc, không là người Việt Nam nữa, và tôi sẽ mời luật sư ngoại quốc nói chuyện với công an, và với tình hình này thì sẽ có bạo loạn, nội loạn, vân vân. Trời ơi, bà xài những từ ghê lắm, làm như là bà là đứng đầu một đảng phái, một tổ chức ghê gớm lắm này đó. Đúng rồi, Thì đó, tất cả những cái chuyện của bà là chỉ có cái miệng thôi, ủng là hộ miệng. cái miệng hại cái thân đó, hại cái xác phàm, tức là khẩu nghiệp đó. Đó, thành ra tới bây giờ bà vẫn chưa có được ra. Đó, đó là trường hợp của bà. Còn một vài nhân vật khác nữa thì Trịnh Văn Quyết thì có hai chiếc Rolls Royce, thì bây giờ nó đang chuẩn bị nó bán đấu giá một chiếc, và xong chiếc này thì nó sẽ bán đấu giá cái chiếc cao hơn. Chiếc này là có 4 chỗ ngồi, chiếc sau là 5 chỗ ngồi mà mắt dát vàng, cộng với nhiều tài sản khác nữa, thì sẽ tịch thâu đem bán để bù đắp vào cái khoản thiệt hại mà anh này coi như bây giờ mắc nợ nhà nước hoặc là nợ các thân chủ, thành ra nó sẽ siết. Đó, đó là trường hợp của Trịnh Văn Quyết. Thì quý vị cũng thấy là trong cái thời gian qua, sau chừng 10 năm, 20 năm, một số những người bây giờ cứ gọi là tạm là bình thường hoặc là không có cái gì đặc biệt hết, tự nhiên trỗi lên thành tỷ phú, và đã có những cái hành động, những cái sinh hoạt hơi lạ thường đó, và cái căn bản đó là dựa trên đất đai, tức là mánh mung bằng vấn đề đất đai. Cái mánh mung cơ bản là mánh mung với lại cái giới cầm quyền đó, đem đất của công ra bán rẻ, vì đâu phải đất của anh đâu, bán rẻ
Thế thì do đó cái tiền sai biệt đó khi mà bán ra thị trường thì sẽ chia với nhau. Đó là một cách. Cách thứ hai nữa là, thưa quý vị, có cái vấn đề mà nhiều công ty quốc doanh bị phá sản. Thì bây giờ tư nhân hóa bán cổ phần. Nhưng mà nếu mà bán bình thường thì chuyện bình thường, và các đảng quan tham trong đó nó không ăn được cái gì hết. Đấy. Thành ra bây giờ tôi thí dụ với quý vị thôi, là một cái công ty được hóa giá để bán cho tư nhân, đó chính phủ điều hành lỗ quá bán tư nhân, thì bây giờ một cổ phiếu thí dụ giá nó là 1 triệu thì bây giờ mấy anh này đánh sụt xuống còn có 200-300 ngàn, và mấy anh tổ chức và mấy anh chia nhau mua đó, tất cả mấy anh quan là anh mua xong thì anh bán ra thị trường với cái giá 1 triệu đó, đó là tham ô, dùng cái quyền lực để lấy cái tiền bạc của đất nước. Còn tham nhũng là nói chung của cả đất nước cũng cũng như là lấy của dân. Thí dụ như là cái vụ cảnh sát giao thông đứng lấy tiền ngoài đường, hay là nhân viên hành chánh ép dân chúng nộp tiền để lấy đó, thì cái lấy của dân chúng nói chung là tham tham nhũng nói chung. Còn riêng tham ô á là ô chức, tức là những cái quan chức đó dơ giấy tìm cách lập dự án hoặc là rút tiền của công quỹ, thì cái đó là tham ô. Thế thì trong cái năm nay là cái năm mà không hiểu sao một loạt ông Quyết này, rồi bà Hằng này, rồi tới bà Lan này, rồi tới ông Đỗ Dũng này, vân vân. Tức là mình có 6, 7, 8 tỷ phú thì hết một nửa, bây giờ vào hộp rồi anh. Vậy còn bốn người kia là chắc trước sau cũng cũng lần lần tới. Tại Tuyệt vì nó có cái giống điều là nguyên tỷ tắc phú, căn bản á, tuyệt giống tỷ phú ở Việt Nam mình á, tuyệt giống ạ. cái điều căn bản không phải chỉ Việt Nam mà Nga, cái Trung Cộng nữa, bây giờ đang trong chiến dịch tàn sát với tỷ phú Nè. y chang đó. Trong một nước như Việt Nam đó, thì không cách chi mà là tỷ phú được, nếu không có phát minh, không có sản phẩm, không có sáng kiến. Chỉ có cách làm tỷ phú là một, trước đây là gì, cướp đất của công, đổi đổi gì đó, đổi cái mục đích sử dụng, thấy không, thì nó nâng giá lên gấp 5-3 lần, làm giàu. Đó là cái một số Thậm tỷ chí phú 10 lần luôn đó anh. gấp ra phía 10 lần. Thì thứ nhất là cướp đất của dân mình, đất là của tài sản quốc gia, anh biết không? Thì đó là một cái thứ nhất. Thứ hai nữa là gian lận cổ phiếu, huy động vốn bất hợp pháp. Chứ còn cái trò mà lợi dụng Covid đó, như là làm Việt Á đó, nó cũng đâu kiếm được bao nhiêu, vài chục triệu đô la là cùng, Anh không thấy thể nào ở lên Mỹ trước. là gì, những tay tỷ phú Mỹ là nó phải gắn với những cái phát minh Phát mới, minh Google, Facebook, không, từ YouTube, computer rồi mạng internet rồi điện thoại đó, và toàn cái anh thấy không, phát minh độc và lạ. máy phát máy này máy nọ thì làm tỷ phú, trong khi Việt Nam là chỉ cướp của dân. Cho nên bắt 1.000 thằng tỷ phú phải trong phải 19-10 thằng, nếu Việt Nam có 1.000 tỷ phú bắt nó nhốt tù đúng 1.000 thằng, không có gì trật. Bây giờ thấy lịch sử của Trương Mỹ Lan bây giờ đi. Bây giờ coi Trương Mỹ Lan một đứa vô học. 159 cao ốc, mỗi cao ốc trung bình Một từ Trương 20 Mỹ Lan là tầng đến một đứa 40 tầng. vô học, vô tài. Kể cả con nhỏ mà con ca sĩ gì đó. Ca sĩ gì đó. Cũng là con nuôi khắp xứ đó. Là cái đường dây của lũng đoạn Việt Nam hết á. Cho nên những cái thằng nào tỷ phú Việt Nam đem bắt không trọng nào rồi đó. Và thấy mới vừa bắt Trương Mỹ Lan cái là 2-3 đứa thực sự tự tử, bệnh chết hay nhảy lầu. Và còn ai nữa? Kinh hoàng lắm. Và tới bây giờ cái tốc độ đi này tôi nghĩ đang siết vòng vây này sẽ nó sẽ bắt cái Nhưng mà tay anh thấy là rồi. nước mình nghèo bao nhiêu năm bây giờ mới có cái giống tỷ phú, mà bây giờ bắt là nó chết hết là nó tuyệt giống sao? Bây giờ Nước đang mình tiệc không giống còn nè, tỷ đang phú. chuẩn bị tiệc giống, nó sẽ tới mức nó bắt một thằng tỷ phú không không là tỷ phú, thực chất là tỷ phú mà không là tỷ phú, thằng cựu bí thư thành ủy rồi cựu ủy viên bộ chính trị. Anh nhớ thằng đó tên gì không? Cựu bí thư thành ủy người chống lưng cho Trương Mỹ Lan đó. À, Lê À, thì anh thấy cả nước đồng bầy sâu ăn nát quốc gia này hết, ngày nào mà còn đảng độc quyền
Thực ra là từ Nguyễn Phú Trọng xuống cho tới Tô Lâm, thằng nào cũng ăn hết đó. Thằng Chỉ nào có cũng ăn là hết, ăn nó cùi cắn nhau, nó nát giết thôi nhau, mà không ai dám nói thôi. nó chỉ cắn nhau giết nhau để giật giật cái thị trường của nhau thôi, kiếm ăn của nhau thôi. Cho nên cả nước ông câu mà câu của Tây mà chủ tịch nước, cựu chủ tịch nước là cả nước là bầy sâu. Và khi nào đất nước Việt Nam còn độc đảng, còn chính quyền độc đảng mà công an quân đội thuộc chính quyền đó, đó là cả nước nó không bao giờ trừ được sâu. Một định luật căn bản chỉ có thể phục vụ nhân dân và thanh lọc hóa chính quyền khi nào đất nước đó đa đảng tam quyền phân lập. Khi một đảng mà một quyền đó, thì thưa quý vị không tránh được cái vấn đề mà tham nhũng hủ lậu Anh biết bán. thằng Dương Dương Chí Dũng á, tại sao nó khai ra, tại sao Dương Chí Dũng nó khai ra là nó cầm 1 triệu đô la của bà Lan nó giao cho thằng Dương Quý Ngọ, nó bị án tử hình. Nó là giám đốc của cái Vinasin Vinalize đó anh biết. Đó là cả một cái vụ tham ô khác nữa, nhưng mà cái đó, cái trò đó là hết rồi. Lập 10 cái tập đoàn lớn của Nguyễn Tấn Dũng bắt chước Hàn Quốc, lập 10 cái tập đoàn lớn đó, rồi đem tiền đổ hết rồi đó, rồi cha con nó là phá nát hết đó. Thành ra thằng Dương Chí Dũng là bị án tử hình, cho nên nó ra tòa nó nói tôi bây giờ đã bị tử hình rồi, không có gì phải giấu hết, nó đem nó nói toạc ra mới chết chứ, anh thấy Mình không? không Chứ cần nếu Dương nó Chí không Dũng bị tử nói, hình thì nó đâu có nói. không cần Dương Chí Dũng nói, chúng ta nhắm mắt cũng có thể nói được, thằng ngu si nhất Việt Nam cũng nói Không, được câu này. mình biết không có rõ, đằng này Yeah. chính tụi nó nói một con số cụ Nó thể bằng mà. chứng cho mà, nó thằng đấy nó không phải nói mà nó đưa bằng chứng, cùng người ngu si nhất Việt Nam cũng nói như thế này nè: ngày nào đất nước Việt Nam còn độc đảng, độc quyền, tam quyền không phân lập vì dưới sự lãnh đạo toàn bộ của đảng thì ngày đó đất nước là bầy sâu. Mà Còn câu anh biết đó thằng Ngọ đó là thứ trưởng công an, cho nên khi tụi nó họp nó về những cái tội phạm vân vân đó, thì chính thằng Ngọ này báo tin cho thằng Dương Chí Dũng nó sắp bắt mày rồi, mày liệu ẩn đi một thời gian. Thế là tất cả anh em nhà hàng Dũng này ở Hải Phòng toàn là công an không, đại tá, phó giám đốc, rồi giám đốc công an mới làm giấy tờ giả, lo tiền bạc, mới lo đường cho thằng Dương Chí Dũng này chạy qua Campuchia đó. Nhưng mà rồi cuối cùng đường dây nó lộ, hoặc là bên Tambot nó cũng có tình báo Việt Nam nó nằm bên đó, cho nên nó lộ ra, bị báo cáo lộ ra, nó mới bắt thằng Dương Chí Dũng này nó đem về nó xử tử hình đó, mà tới cho bây giờ nên nó để treo nó đó. cho nên bây giờ thiên hạ đang đồn rất là nhiều về cái chuyện mà cái số phận của Tây, mà cái Tây mà xuất cảng ô tô sang Mỹ Trịnh Văn Quyết không, ô tô tự động sang Mỹ nè, ô tô điện sang Mỹ nè, Tây mà phạm phạm Nhật Vượng thì à, người ta phần đụng nhà rất vườn nhiều. Số phận Phạm Nhật Vượng nằm, Phạm Nhật Vượng số phận hiện nay như thế nào, phải chăng Phạm Nhật Vượng đang tìm cách tẩu thoát khỏi Việt Nam không, di tản? Và thấy cái bước đi của Phạm Văn Vượng giống như người say á, hết chỗ này chỗ kia, hết chỗ này chỗ kia, chưa cái nào ra cái nào hết. thì đó thì chúng ta sẽ chờ xem hồi hai kịch bản của Phạm Nhật Vượng ra sao. Sau khi con cá mập đã mập rồi thì đảng sang Việt Nam có để con cá mập nó như thế nào thì chúng ta xem thử. Thì anh thấy cái thế được nói một câu, định mục định luật là không lưu manh, không lường gạt, không thể làm giàu tại Việt Nam. Và như vậy tất cả người giàu tại Việt Nam, nếu không nói về 99% á, thì cũng là khoảng 95% là đều có tội khi mà pháp luật cái sờ đến. Mà pháp luật là ai? Pháp luật là tao, tao là pháp luật. Câu nói của ai nhớ không? Lê Đức Thọ. Để Đức Thọ. Là đảng. Đảng là tao, tao là đảng. Thì pháp luật là tao, tao là pháp luật. Một sâu như vậy thì kinh hoàng quá. Cái vụ đó đó, cái vụ đó đó dường như là cái vụ câu nói đó đó là của bà Vũ Thư Hiên. Bà Vũ Thư Hiên nói ra, tức là ông Vũ Thư Hiên bị bắt vì cái tội chống đảng đó, một loạt đàn em Võ Nguyên Giáp vân vân là phe Võ Nguyên Giáp bị bắt một loạt.
mà tự nhiên chồng mình là một viên chức cao cấp bị bắt mà không có thông tin, không có lý do, không có cái gì hết. Thấy không? Tại vì cái chuyện mà khác lập trường với nhau cho nên đưa ra công khai thì cũng khó. Cho nên rằng là bắt thôi mà không thông báo gia đình và không biết tới thời hạn bao giờ. Cho nên bà Vũ Thư Hiên này bà mới đi lên đảng để bà hỏi thăm chồng tôi như thế nào. Thế thì anh Lê Đức Thọ này cứ ấm a ấm ớ, nói đâu chuyện không có gì đâu, chị yên tâm, chuyện anh em chúng tôi bất đồng với nhau chút xíu là không có gì. Thành ra bà Vũ Thư Hiên này bà mới nói nếu mà các anh không giải quyết thì tôi đưa vấn đề này lên đảng. Đó, thế thành ra thằng Lê Đức Thọ nó mới nói đảng là tao đây, tao là đảng gì nữa, còn hỏi đi đâu nữa, còn đi đâu hỏi nữa, tao là đảng, tao là quyết định đây. Đó, đó là cái Cho bà Vũ nên cái Thư Hiên. vụ Trương Mỹ Lan á, là đến cái lúc mà khi mà cái là nó bị nó động cái Trương Mỹ Lan, là thứ nhất nó phải không phải lấy toàn bộ tài sản của Trương Mỹ Lan, mà anh biết là cái gì không? Cái đường dây của những băng phe nhóm khác á, nó sẽ tràn vào cái thị trường mà Trương Mỹ Lan đang cầm. Nó lại còn có cái vấn đề Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan rồi tình báo nữa, anh nói nhiều thứ lắm mình không biết nó là như thế nào. thì Thấy thì không? thì là cái chuyện kinh hoàng, ta sẽ chờ để xem cái vụ Trương Mỹ Lan sẽ kết ra sao. Trong khi bà Hằng cũng tin đồn lung tung, bây giờ vẫn bị giấu. Trịnh Nhân Quyết rồi tập tập đoàn gì tùm lum á, Tân Hoàng Minh. Tân Hoàng Minh tùm lum, Thế giờ bây tin giờ bác xin anh để ok. Còn nữa không? Có mình qua cái chuyện là tình hình Ukraine chút. giờ quan tiết Ukraine. À, tình hình nước Anh thì cái bà thủ tướng lên làm có đúng 45 ngày, được gọi là thủ tướng ngắn ngày nhất ở nước Anh. Thành ra bây giờ sắp tới đang bầu lại, cũng là bảo thủ mà bầu lại. Thì còn tinh thần đối với Ukraine thì có lẽ không đổi. Nhưng người ta hơi lo ngại. Tức là cái tên chủ tịch phe thiểu số của Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện Graham gì đó thì ông có nói là nếu mà Cộng Hòa mà thắng kỳ này đó thì có thể chính sách đối với Ukraine đổi, tức là không có viện trợ nhiều như vậy, có thể thôi. Còn đối với Ukraine thì thưa quý vị đang càng ngày càng tiến ở cây sông là có con sông, có con sông thì đó vấn đề, khi mà có sông thì phải có cầu và vấn đề qua lại là vấn đề quan trọng nhất. Thì bây giờ mấy cái cầu là bị phá, thế thì quân của Nga đóng ở đó thì bây giờ cái ông mà coi như là thị trưởng á là phe thân Nga mới được bầu lên đó, đã sáp nhập vào Nga thì bây giờ rút về phía 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 đông rồi, còn quân Nga ra thì cũng vừa thủ vừa rút và kêu gọi dân chúng đi theo. Thấy không? Kêu gọi nếu không có mình mất hết rồi đâu còn gì nữa đâu. Rồi kêu gọi. Nhưng mà dân chúng thì họ không đi. Tức là 60 ngàn. Bây giờ bỏ cây sông đi về Nga. Đó. Nhưng mà dân chúng đi. Đi đâu có dễ đâu. Đâu có phải gần đâu. Đi chắc cũng 500-700 cây số. Mà nhà cửa bên kia là cái gì mình đâu có quen, đâu có biết đâu. Tự nhiên từ vùng này đẩy qua một vùng khác mà không quen, không biết gì hết. Đó, thì làm sao mà sống. Cho nên người ta cũng không đi. Và cái tình hình ở cây sông thì chưa rõ ràng lắm hoàn toàn, nhưng mà các nơi tin tức đều rất là bi quan cho phía Nga và có nhiều đơn vị là rút đó, thành ra chắc là cây sông có thể là sẽ thất thủ trong một thời gian ngắn. Nga là cố thủ thôi nhưng mà chắc chịu không nổi, bởi vì cái có con sông mà hai bên tiếp tế nhau không được đó, các cái cầu làm rồi sửa là đều bị pháo kích là tiêu hết, có ba cái cầu bắc cái con sông đó. Và từ cái đất liền đó thì đặc biệt là quân Ukraine pháo thường xuyên qua Crimea đó, thành ra anh thấy là cái hình trước đây chỗ cái cầu mà bị sập đó là xe cộ lên trên cái cầu đó để đi về phía Nga, tức là dân Crimea họ bỏ chạy anh, bỏ bỏ đi. Tại sao? Bởi vì cái đất đó nó sẽ thành chiến trường, mà chiến trường ngày hôm nay không phải là cái thằng lính nó đến nó bắn anh mà nó pháo từ xa, anh thấy không, có thể là 30 cây số, 50 cây số, 100, 500 cây số, nên là nó hỏa tiễn nó từ xa nó bay tới thì mình đâu có biết lúc nào đâu, nhìn bao nhiêu cái cảnh anh thấy không, cái mục tiêu á nó không có nhất định là ai hết á. Nhà anh một cái chung cư 5 tầng 10 tầng vẫn có thể sập như thường, tức là nó pháo từ xa chứ đâu phải là cái thằng lính nó đến trước nhà anh nó bắn đâu.
Thành ra bây giờ ở đó thì không biết chết lúc nào. Thành ra đó là lý do tại sao mà dân Ukraine tị nạn nhiều như vậy. Tổng số người mất nhà là 12 triệu, mà tổng số người bỏ ra khỏi nước đó là 6-7 triệu. Bỏ ra khỏi nước luôn, chịu không nổi. Cả khu làng là chết hết, người ta bỏ đi hết, mình phải đi. Thì bây giờ tới cái dân Crimea, trên nguyên tắc là thuộc Nga, mà dòng máu nó cũng có dòng máu Nga trong đó nhiều, chứ không nói là hết tất cả. Xưa giờ nó ở đó là nó yên rồi, nhưng mà bây giờ chiến tranh tới nơi, đó, thì nó sợ bị trả thù, với thứ hai là bom đạn, nó rơi không biết đâu nào, cho nên nó cũng định đi. Thì ra cái cầu á, thì đã bị sập một bên rồi, và bây giờ cầu là đầy nghẹt luôn. Đó, thì Nga đang cố gắng sửa tạm, nhưng mà chắc cũng khó dùng, mà có thể là bị nổ nữa. Đó, đó là cái tình trạng đó. Thì bây giờ bên Nga đó anh, thì nó có một cái chính sách như thế này từ xưa đến giờ nó cũng dùng rồi, nhưng mà nổi bật nhất bây giờ tức là hai bên chủ yếu tấn công từ xa, tức là dùng hỏa tiễn, với lại nhất là bây giờ trong cái trận này đó nổi bật nhất đó là cái vũ khí máy bay không người lái. Tất cả những cái khác là có nhiều rồi, từ xưa tới giờ đã dùng nhiều rồi, bây giờ nó lên một cấp thôi, nhưng mà kỳ này đó là hai bên dùng máy bay không người lái nhiều lắm, thám sát rồi thả bom rồi cảm tử luôn, kamikaze luôn. Thành ra Nga bây giờ đó là chủ yếu là dùng cái đó đó, chứ đem quân tới là chết sao, nhất là dùng những máy bay lớn, ví dụ như máy bay oanh tạc cơ là một giá một chiếc là 50 triệu 100 triệu, là tức là nó gần tương đương với B-52 đó, B-1 đó, tức là Mỹ là 10 thì nó cũng 7-8, tức là máy bay anh tạc cơ thả bom hàng loạt và thì bây giờ nó đã đưa tới gần biên giới Na Uy, nhưng mà dùng cái này thì oai thật nhưng mà nguy hiểm lắm. Một chiếc như vậy mà lãnh một trái hỏa tiễn là anh thấy tiêu 100 triệu như không đó. Thành ra vì vậy cho nên là cũng đối đế lắm mới dùng, chứ còn nếu mà dùng cái đó nguy hiểm lắm. Radar bây giờ nó quá mạnh đi đó, nó bắt rồi đồng thời á nó bắn là định vị và bắn bằng điều hướng bằng radar dưới đất. Thành ra vì vậy cho nên có, nhưng mà chơi cái đó thì rất rất là tốn tiền. Đà. Bom thì cũng cũng vậy thôi, bây giờ anh thả là biết bao nhiêu cả triệu tấn rồi, ăn thua gì đâu. Bây giờ thêm một đoàn máy bay giống như Mỹ thả B-52 Việt Nam, nó thả không biết bao nhiêu chuyến, đâu ăn thua gì. Như chết nó chết thiệt, nhưng mà nó vẫn đánh thì nó vẫn đánh thôi. Thành ra trong khi đó là nó không có cái thứ nó chống B-52, sau này nó có sang ngoài Bắc thôi, còn trong Nam nó không có. Còn ở đây thằng này thì nếu mà tụi Mỹ hay là các nước hoặc Canada nó có vũ khí nó chống thì anh chơi cái đó anh lỗ. Nó bắn một cái hỏa tiễn lên một cái mà trúng anh là anh mất đi 100 triệu đô la như không. Thành ra đó, đó là nó còn bây giờ nó đang cố gắng nó dùng, thì nó thiếu phi đạn, địa đạo, tức là đất đất, đất bắn, bắn phi đạn kiểu 300 500 cây số, hoặc là những máy bay không người lái, thì mấy cái đó nó mua của Iran. Iran thì chối, nhưng mà tất cả đều kết tội là Iran hết. Thằng Iran thì chối, mà thằng Nga cũng nói là tôi không dùng của Iran. Cái loại của nó đó anh, cái loại nó là loại nhỏ thôi, cái sải cánh nó cỡ cái tay của mình thôi. Đó, đó, và nó hình như hơi tam giác, và nó là một cái dàn á, cái dàn như một cái thùng nhá, nó để trên xe, xong rồi nó kích lên, nó kích cái thùng lên, giống như là mấy cái loại hỏa tiễn 120 đó, nó kích. Nhưng mà cái này nó lên á, thì nó có 5 ngăn, 5 ngăn, mỗi ngăn một chiếc, mỗi ngăn nó để một chiếc, thành ra chiếc này phu đi, tại vì nó có cánh dài mà, nó không phải là ống, mà nó có cánh dài, nó cánh, thành ra nó để trong một cái thùng, nằm sẵn trên cái dàn. Rồi đến khi mà nó dùng cái trục quá, nó trục cái này lên để nó nghiêng lên cao lên, bắt đầu nó bắn à, 5 cái đó là rất là rẻ. Mỗi một chiếc này á, giá vài chục ngàn đô la, vài chục ngàn là nhiều, mà nó là kamikaze, tức là nó căn cái GPS, cái tọa độ của anh, rồi nó bắn đi là trúng mục tiêu. Thành ra bây giờ đó, Kamikaze là tự sát thưa quý vị. đúng rồi, kamikaze là thời tự sát. Thì thưa với quý vị đó, chữ kamikaze thực ra đó nó là thần phong, ai cũng biết cái thần phong này đó là nó giống như cái câu chuyện của thời Tam Quốc Chí, của thời Khổng Minh Cầu Báo đánh nhau với lại Cao Giáo. Thành ra kamikaze là sóng thần. Tại sao? Quân Mông Cổ chiếm Trung Nguyên, bắt người tàu đóng thuyền mà đi lính, chỉ huy là tướng 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 của Mông Cổ, đem quân qua đánh Nhật hai lần, một lần 70.000 với một lần sau là 140.000, hai lần đều thua hết. Thành ra Nhật thì lúc đó rất là sợ, Nhật yếu mà, vẽ cái cạnh tàu Nhật là bằng ngón tay út, là còn tàu 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 của đúng là thuyền á, thuyền của Mông Cổ là to rồi, nhưng thuyền Mông Cổ thứ nhất là tướng thì tướng Mông Cổ, mà quân là quân tàu, tàu là bị bắt đi lính đó.
Thứ hai nữa là không thằng nào quen thủy quân hết, mới đóng tàu đi đánh chứ không phải là hải quân đã là có truyền thống lâu đời, cho nên nó đi thuyền từ bên đó qua là nguyên cái biển không là nó ngất ngư rồi, lại thêm bão nữa, thành ra cuối cùng là nhờ bão cho nên Nhật thắng. Thành ra thời đó ở bên Nhật này có một ông gọi là sư Nhật Liên, sư của Nhật không có họ Thích như mình nha, Nhật đi tu không có họ Thích như mình mà chỉ là ông thầy đặt cho hai chữ thôi. Thì ông này là Nhật Liên, Liên là hoa sen Nhật. Thì ông đứng ra ông cầu bão, đây nó có thể là nửa truyền thuyết nửa thật mình không biết được, cầu bão cho nên là cái hạm đội của Mông Cổ cái chuyến sau đi 140.000 từ từ Triều Tiên và từ Thượng Hải, hai tuấn quân đi qua hẹn nhau thì lại toán đến trước đến sau rốt cuộc tan cảnh hết đó. Thành ra lấy cái chữ kamikaze thì cái chuyện mà người Nhật sau này cái phi đội cảm tử kamikaze thì không khác gì Việt Nam mình, mỗi lần nguy cấp thì lại đem cái chuyện Diên Hồng ra nói chuyện, thì Nhật cũng vậy, nguy cấp thì chỉ có cái kamikaze là cái để gỡ được cái tinh thần người Nhật như hồi đó. Nhưng mà nhớ rằng là cái kamikaze của Nhật đó nó chỉ có lúc đầu thôi, trong trận đánh ở Honolulu trấn châu cảng và cái trận đánh ở Midway chưa có kamikaze, lúc đầu vừa mới đánh nhau rồi chưa chơi xấu anh em. Mấy thằng boxing mà nó đánh bắt đầu nó yếu rồi nó bắt đầu nó ôm nó cắn tay ấy, là không bao bao giờ vô mà làm liền đấy đó. Anh đánh rồi bắt đầu anh thấy anh yếu thế rồi anh bắt đầu chơi bẩn, thì anh Nhật cũng vậy, đánh sau cái trận Midway bị diệt bốn cái hàng công hạm mới thấy rằng yếu quá bây giờ phải chơi cảm tử, nó lập ra một cái phi đội cảm tử khoảng 3.000 người tất cả toàn tụi trẻ không, toàn tụi trẻ mới ra trường lái máy bay là đâm vô đổi một chiếc máy bay lấy một chiếc tàu tàu chiến đó, đại khái đó. Thì đại khái cái tình hình ở Ukraine thì Nga tuyên bố là sáp nhập, nhưng bây giờ cái tình trạng đó là ngay những cái người ở cái vùng đất bị sáp nhập như cây sông 6.000 người 60.000 người kêu về Nga người ta cũng không vậy, đất người ta ở bao nhiêu năm nay rồi tổ tiên, tuy là đôi khi là họ từ bên kia họ qua nhưng mà mấy đời rồi thì đối với cái đất cổ nó cũ nó tổ tiên nó là xa lạ rồi, bây giờ chạy qua đó làm sao Giống thành giống như người Việt tại Mỹ giờ kêu về Việt Nam ở ra. làm Đó sao thì đó về. đại khái nó đi rồi 100 người chỉ có 5-3 người về là cùng thôi, còn đại đa số là không về, không có việc làm không có nhà ở không có gì hết thì làm sao mà về sống. Đó. Có mấy ông mà bị trục xuất về khóc quá trời, mới bị trục xuất nên làm bậy ở bên Mỹ bị trục xuất về khóc rồi. Dạ thưa anh đó đại khái cái tình hình như vậy. Dạ. Rồi bây giờ các bạn tin có lẽ thêm bằng tin là bằng tin giá xăng đi em. Chúng ta À kết thúc vâng nha. thưa với anh, vấn đề giá xăng cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng như chúng ta biết. Tình hình trước đây nó đã bất ổn bao nhiêu năm rồi, từ lúc chúng ta lớn lên rồi nghe chiến tranh Trung Đông rồi nó xăng lên xăng xuống tùm lum hết, mà cái năm 73 đó báo động là thế giới là cạn nhiên liệu, nhưng mà từ 73 cho tới bây giờ thêm 50 năm nữa cũng chẳng có cạn nhiên liệu gì. Thành ra vấn đề là do cái tình hình và do cái tụ làm chủ nó man nớp, lúc thì nó tung ra nhiều lúc nó tung ra ít, rồi cộng thêm vấn đề bị nạn dịch rồi chiến tranh, do đó giá nó lên nó xuống. Thì thưa quý vị trong thời gian qua gần 1 năm qua giá lên khủng khiếp, ai cũng kêu cái khắp thế giới luôn, Việt Nam cũng chết dở luôn. Thế rồi mới đây thì nước Mỹ từ xưa họ đã coi xăng là một cái nguyên liệu chiến lược, đã rút kinh nghiệm trong Thế chiến thứ hai anh. Thế chiến thứ hai trong cái đó đó thời đó nó có hai cái vụ cúp. Thứ nhất là Mỹ bán 500.000 tấn dầu cho Nhật, Mỹ cúp không bán nữa. Đấy này không? Bây giờ đó Mỹ cũng vậy. Nói với thằng Bắc Triều Tiên, mày mà dễ bảo á, thì tao sẽ bán xăng cho mày, còn không có thì tao treo đó, tao không bán xăng cho mày. Cho nên nước Triều Tiên là cái nước dùng xăng rất là đặc biệt, một phần lớn đó là mua lại của Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc thì nó giao dịch với thế giới nó mua được. Đó, thằng Bắc Triều Tiên thì bị phong tỏa nặng lắm, bị bao nhiêu cái luật cấm vận của Liên Hiệp Quốc mà. Cho nên là thằng Triều Tiên thì không mua trực tiếp được, cho nên nó lại phải mua qua thằng Trung Quốc, nhờ thằng Trung Quốc mua lại bán lại cho nó. Cho nên xăng dầu ở ở Triều Tiên thì phải nói là rất là ít. Thì bây giờ thưa quý vị, cái lúc mà hồi tháng 6 giá xăng lên cao nhất đã có lúc 120 đô la một thùng. Và may mới đây thì ông Joe Biden có tháo khoán bớt những cái kho xăng chiến lược của Mỹ đó. Đó nhưng mà không thấm gì hết. Thế nhưng mà bây giờ may mắn là nó xuống 90 đô. Đó, giá trên thị trường xuống 90 đô từ 120 xuống
tức là tương đối cũng đỡ đỡ cho bà con nhiều lắm, không biết nó có sẽ xuống hơn không nữa. Thì đó là cái tình hình. Thì thằng Nga cũng kẹt, thằng Nga đó thì bán cho các nước khác á, không phải là bạn á, thì giá cao, mà bán cho bạn á, thì giá thấp, tức là bán cho Ấn Độ, bán cho Trung Hoa, mua nhiều và giá thấp. Mà bây giờ giá nó xuống 90 thì có khi anh bán xuống nữa là còn 70 nữa, anh ra cái hầu bao của thằng Nga cũng bị hẹp lại, và cái lá bài dùng xăng dầu để mà xiết Âu Châu với Mỹ thì từ từ mất hiệu nghiệm, bởi vì giá nó rẻ rồi, nó không mắc như trước nữa. Đấy. Đấy cả. Ơi, câu chuyện chúng tôi cũng tương đối khá dài. Nhưng tôi xin phép quý vị dừng lại nơi đây và hẹn gặp lại quý vị trong lần tới. Xin chào anh Minh. Dạ vâng, xin chào tất cả quý khán thính giả, và xin chào anh Nam, hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau ạ.